khi kể cho đám bạn biết cờ rút của mình. Ê tụi bay, tao mới cua được anh lớp trên á, ngon dài nhắm. Ghê mày, chửi tao mà. Ô thằng này, mày có cờ rút chưa? Đi học mấy năm trời sao không thấy mày quên ai vậy? Hay là mày? Không, tao có rồi. Có rồi á? Thế nó tên gì vậy? Tao không nói đâu. Mày cứ nói đi, bọn tao sẽ giữ bí mật. Bọn mày hứa đó nha. Bọn tao hứa. Tao hết con nhỏ lên lớp kế bên. Bọn mày đừng có nói cho ai nha. À rồi, bọn tao biết rồi. Ngày hôm sau tới lớp. Hello tụi bay nha. Ê Linh tới lớp rồi kìa bay ơi. Cờ rút Linh kìa bay ơi. Linh mái đỉnh, Linh mái đổ. Long yêu Linh, Long yêu Linh. Khi xài điện thoại trong lớp và bị cô bắt kiều. Hát nố đã gọi là cách khẳng định. Nhưng khi mà hát nố bé yêu anh nhiều lắm. Để nào vậy? Có là cày. Ai vừa xài điện thoại trong lớp? Trời ơi, thằng Long la chứ có tiếng gì đâu cô. Vậy Long lên bảng làm bài cho tôi. Trời ơi, điện thoại thằng Long. Đấy, thấy chưa? Tính qua mặt tôi à? Mang cái điện thoại lại cho tôi. Sao mày không thoát cho tao? Điện thoại mà sao tao biết được? Để tôi coi ai mà gọi suốt từ nãy giờ. Đừng cô. Alo. Anh đang đi đâu rồi? Cái gì? Không nhớ em à? Rồi. Úi dồi ôi. Đi học mà biết tên phụ huynh Kiều. Ủa, mày đang làm gì vậy đó Phó? À, tao đang tổng kết sổ cuối tuần họp phụ huynh ấy mà. À. Ê bé, ở đây có tên phụ huynh nè. Được. Mày có tên nhạc Long coi. Để xem với. Đây, coi đi. Ngày hôm sau. Ê, hello ông Thành bà Phương nha. Ê, chào ông Tâm bà Hương nha. Ê, ông Tài bà Loan vô kìa bé ơi. Cái gì vậy? Ê, tụi bất tấn cứ vậy đi, không có vui đâu. Ok ông Phú bà Hằng nha. Bà mẹ. Ê, thôi đừng giỡn nữa. Ông Đăng bà Mai vô kìa. Ủa, ông Đăng bà Mai là ai vậy? Nghe là vậy. Thì phụ huynh bà. Bà mẹ.